Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi chẵn lẻ Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo yo, hello nha, chào mừng nha, chào quay trở lại với channel mình đây từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của em kho báu truyền thuyết nha, mình đây từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày trước và video cho anh em xem video về online share thêm khá nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt hoặc quà vui chơi sự kiện mới của bên game anh em nha. Và cái cốt là server 71 các bạn. Hôm nay bên game thì vừa có cốt vừa có quà luôn, anh em săn tiền đã chơi chúng tôi đi săn ạ. Quà gì đây? Xếp hạng PvP hả? Tớt tốt bao nhiêu rồi? Ồ, hạng 5 à? Để đúng luôn anh em. Đây bảng xếp hạng các bạn. Đây mấy bác cày nhanh thật sự. Tôi vẫn ôi xuống top 7 rồi à. Ok thôi, từ từ lên giờ các bạn không phải lo. Nói chung thì cũng lên nhanh không mà. Trang bị vô. Ô nào, bên đây nào. Đây nào. Rồi. Úi đồ. Bình thường các bạn, tưởng ngành gì. Rồi ok, chúng ta đi săn cốt anh em nhá. Ok, đầu tiên là sự kiện bên kho báu truyền thuyết nhóm chính thức anh em nhá. Đây bên group các bạn nhá. Bên group thì tôi nhớ là có 50 đá luôn. Thấy nhiều anh em săn cái ảnh ra ngon này, tôi săn chưa ra các bạn, ra số ngon thế mà tôi chưa ra. Tôi ta sự kiện tôi vừa mới thấy update lúc chiều mà giờ đã chạy đâu rồi. Ok kìa. Oh man, anh em ra được mấy quả đẹp thế nhờ, xịn sò thật sự luôn các bạn. Yo, để anh em chơi hên thế. Ok, sự kiện đâu ta? Từ đây tôi kiếm sự kiện đây các bạn nhé. Ok đây anh em, kho báu thần bí Walo anh em. Sau khi vượt ải thứ xong thì các bạn đi tiếp được tổ hành trình anh em. Nói chung lại vote thôi, nhẹ vote các bạn. Đây, lại một team với cả một đấy anh em. Nếu mà có hai boss thì biết đi ngang hay thẳng thì tôi nghĩ đi mặt cửa đi anh em. Vote mặt cửa các bạn ạ. Anh em vote gì nào? Tim à, mặt cười đi. Mặt cười các bạn ạ. Rồi. Ok, tiếp theo thì chắc chúng ta sẽ đi qua bên đây anh em, qua group các bạn. Bên group thì có sự kiện mới anh em. Đây. Bác sĩ tử thần no anh em nhá. Đây sự kiện đây anh em. Cái này thì khá là dễ chơi anh em, like share bài viết công khai, nó comment cảm nhận về và tăng hai người bạn các bạn, khá là dễ các bạn. Like và share. Rồi. No Walo. Mái đỉnh. Mái đỉnh hai lần luôn anh em. Bỏ hai lần mái đỉnh luôn cho tuyệt vời. Ok, gắn thẻ nào. Ok. Rồi đợi 5 giây nhà phát hành sẽ gửi code qua cho tin nhắn cho anh em luôn thì phải. Rồi nếu theo đúng lời và nhà phát hành nói anh em. Đây. Code sẽ được gửi vào inbox cho thuyền trưởng luôn. Đó. Đây anh em. Nhận đây là nhận được code này anh em này. Có đây code dùng riêng gọn nhá. Rồi ok ngon anh em lụm luôn. Rồi ok các bạn quay trở on game nào. Trước tiên tôi nhập luôn cái quả code hôm bữa của nhà phát hành cho tôi anh em xem nhập được không. À vẫn ngon anh em, quả này vẫn nhập được nhá. Quả dùng chung của riêng kênh từ đường phố phát anh em ạ. Đấy, cái tôi vừa nhập đây anh em. Đây này. Đây các bạn, đây Walo Luffy này anh em này. Walo Luffy Luffy L085 giờ đây anh em này. Cái này có đây dùng chung bạn nhá. Anh em chưa nhập thì nhập lại nhá. Nó có dùng chung của kênh của bên game cho tôi luôn anh em, cho bên kênh phát ra nhé, cho bên kênh cho tôi phát ra các bạn như vậy không. Đấy. Anh em chưa nhập thì có tranh thủ nhập. Rồi xem nào. Bàn quay này lại được 12 lần. Rồi ok. Để xem giờ chúng ta có thể chơi gì được nữa không nào. Ok, lanh quanh lại hết rồi, không có gì chơi à. Mua tất cả 69k nói hơn. Vụ đấy nữa. Đặc quyền Jeep. Rồi sự kiện.
Cái này rơi chỗ nào ta? Cái chai rượu này rơi chỗ nào nhỉ? Rồi, ok các bạn, hiện tại thì chưa lên cấp được các bạn. Đấy, chưa lên cấp được anh em. 29. Đó, 29 mới mở được khu vực này. Thì luyện. Thì đánh con nào anh em. Ok, vẫn thua chưa qua các bạn. Ok, để tôi cày nhé, còn cho tôi quay bạn coi. Ok, thôi thì lại tiếp tục anh em. Con đường sông pha hiên máu. Rồi, ok các bạn nha. Lượng quà. Quà này tôi nghĩ khá là ngon, nhưng mà tuần qua tôi mở mảnh khá đen các bạn nhé. Với anh em mở mảnh như là nào, chứ tôi mở mảnh sơ mới. Cứ toàn ra đấy thôi anh em. Thế nào, hôm nay ra chỗ nào đây? Oh, Moria, được của nó anh em. Được, Moria thì duyệt. Moria thì duyệt anh em, quán rượu nào. Moria, kim cương, rồi. Ok, mong rằng chúng ta sẽ có đôi chút nhân phẩm các bạn. Rồi. Thấy màu cam sau lưng là ok rồi các bạn, duyệt rồi. Hai cháu đi, hai đây. Kuma. Bạn là không yêu Kuma. Hai cháu đi. Ừ, cháu nào đây? Lại là Crocodile ạ. Để sẵn là Crocodile ta. Để, vô lý các bạn. Crocodile không hợp lý lắm các bạn. Ra cháu nào không ra, ra Crocodile. Không hợp lý các bạn, không hợp lý, không thuyết phục. Ai chà, FP à. 100k. Vàng đi tầm này thoải mái các bạn. Ok. Thế nào, luyện tướng có được cần MR không? 3 form vừa đẹp các bạn. 3 form vừa đẹp. Nhưng mà không ăn thua bạn. Không ăn thua. Nên dù nhiều 92 thôi à. Thế là úp chỗ này lên còn hơn 1 lên 73 này. Tôi sẽ là anh em xem Moria. Cũng 3 kim. Kuma. Mấy cháu 5 kim này tôi đánh giá khá là cao anh em. Thế nào, tăng 200 HP. Khi tấn công. Gì đây? Đây là gì? Rồi ok các bạn, chúng sinh cho ai đi. Thằng nào cũng chẳng chơi các bạn, cho đi luôn. Rồi, thay vào đó là Kuma các bạn nhé. Đây đây anh em, đến từ vị trí Kuma. Rồi, trang bị vô. Úp lên nào. Lên. Lên nào. Ok. Lên. Lên luôn. 61. Rồi. Ok các bạn. Đi từ cái này chưa anh em? Dù anh em nên được chuyển nhanh thế. Cái gì là công chơi Zozo lên được mười mấy cụ này. 12 triệu được. À 12k được, 12k được chiến anh em. Đây, đặt cho em vào cho test này. 15k tôi đấy anh em. Được chiến nào. Ok. Cho cháu này vào thay anh em. Được, cho cháu này vào hơn. Rồi, tấn công coi. Hồi phục HP. Vượt ai 29 thêm 1 phiếu ấy nữa kìa anh em, kìa ngon nhờ. Ngon giá màn luôn. Quýt 1k anh em. Bỏ qua. Tăng tốc. Bỏ qua. Hồi phục. Đến từng này được từng này cháu chắc là tôi nghĩ là ok đấy các bạn. Có lên nào. Thẻ A tấn công đơn thẻ à. A tấn công đơn thẻ nghe hơi yếu các bạn nhé. Ồ, hai con đường này nguyên team đường này anh em ngon. Tăng hồi 10% HP. Thẻ số 21. Hồi phục, hai số 26 anh em. Hai có 4 cháu bạn. Và đến này, chỗ này hai có 4 cháu thì có vẻ ngon đấy.
trước mắt là kỹ thuật mới rồi anh em. 4k. Ui rồi, tấn công sau à. Thua các bạn, đến đây thua. Vàng thế nhờ. Shop xem anh em có gì để mua không. Làm mới. Có kiếm, có đồ. Làm mới phát nữa. Ok, mua được mấy cái này thôi à. À đây anh em, FP này, ngon. Rồi nào mới kiếm FP anh em. Biết đầu ra FP sao. Rồi. Ok. Ok nha, con chó tôi quay bạn coi. Ok các bạn. Nói chung thì cũng chỉ vui thôi. Vui quá các bạn. Wow. Ai đây. Ai đây, lần này chúng ta sẽ gặp ai đây. Đã là Kuma. Ok, nghe chừng có vẻ hợp lý rồi các bạn. Đấy. Không ít thì nhiều bạn, nó phải như này. Đấy, như này nó mới hợp lý anh em. Thấy hợp lý hẳn ra luôn ạ. Mình đang Kuma lần nữa không anh em. Xem nào, Kuma. Cần trong Moria. Ba cháu này. Cần cả Hancock à. Ok, chúng sinh luôn đi. Tầm này thì ngao ngán làm gì các bạn. Rồi, ok. Lên nào anh em, lên luôn nha. Ok. Xác nhận. Rồi. Ok, chả biết mạnh không, cứ lên chơi đó anh em. Nói chung là lần đầu nên là cứ trải nghiệm thôi. Ok, học được một lần kích à. Kích hoạt, lên kích, học luôn. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ thêm ai đây. Đây sẽ nói anh em, cháu ấy đi mất rồi. Ok, Usopp và thế tạm. Lại cho Usopp và chơi tạm thôi anh em. Kuma nào. 30. Kích hoạt, xong. Lên. Đây Usopp lên gọi là để chống đỡ chống tim anh em. Nâng Usopp lên gọi đỡ chống tim thôi. Nâng Usopp lên đúng kiểu để đỡ chống tim thôi anh em. Rồi 58 người cao chiến anh em. Tính nào, một bộ trang bị mới. Rồi ok. Đó, nói chung là đã có thành viên đầu tiên anh em. Thành viên đầu tiên nên được 6 sao. Rồi đây rồi, tiến hành. Rồi, nộm các bạn. Ở luôn đi. Ai đây? Lên. Ồ, cu lù anh em. Đùa thẻ đúng đời anh em. Thay ngày Usopp luôn các bạn. Thẻ cho tôi về trùng sinh đi, trùng sinh lại nghe hao nhỉ. Tốt nhất là giờ chúng ta không nên nghịch ngày nữa các bạn, hao quá. Mai lại thay Jin B vào nữa mà. Đúng không? Mai thay Jin B vào nữa anh em. Tôi cứ tạm thời nhảy đá đi. Nâng lên này thôi anh em, không nâng nữa. Phá đi phá lại, tốn kim cương quá trời luôn ạ. Ok. Trang bị vô. Rồi. Giờ thì đi coi anh em. Vào đây sao lâu tí. Xem nào. Ui, mấy bác này cũng nâng nhanh chứ nhờ. Win luôn các bạn. Phát một win luôn. Quên. Rồi. Chúng ta phải đi vào đây anh em này. Khiêu chiến. Rồi. Khiêu chiến các bạn. Đây. Kuma đứng đầu anh em, xem là có vớt được không. Mà cô nào tấn công. Rồi, hay quá. Kìa. Kuma trông thế cũng yếu thế à. Ok, anh em đứng đầu đỡ đạn thế cũng được. Đấy, nghe chừng đứng đầu đỡ đạn hơi bị khỏe đấy các bạn. Ồ, chịu lực tốt đấy nhờ. Kuma trông vậy đứng ở trước chịu đạn được đấy anh em. Ồ, vẫn thua anh em. Thôi thì hôm đầu tiên thì chắc cày quên đây thôi anh em. Còn sẽ tôi quay bạn ở video sau nhé. Giờ thì bye bye.